khu 18 tầng địa ngục. Đường xuống 18 tầng địa ngục. Yeah.
kẻ đó sẽ loa giang và đàn điệu. Diêm Vương, nếu có người yêu có người, bình sinh để thích giống hại tất cả chúng sinh hữu tình hữu tình. Lại coi tốt đồng của cả nhà khác. Hàng người này, khi nhân duyên chín chín, sẽ rơi vào đại địa diện thắt thắt. Còn là người tại thế, lãng phí lương thực, trà đạp ngũ cốc, nhưng thức ăn còn dư thừa, để đến với nhà trời, mà người lại dẫn đạp lên. Hoặc khi tội nhân đến hầu một nhóm và ai muốn đẹp lại, thấm thể lát sẽ chéo đứng, sẽ bị đẩy vào tối địa. Hoặc bắt tội nhân quăng lên là đá lớn, và mà lúc điện các tội lại tàn đá bằng cảnh to lớn khác để lên. Xong xoay tảng đá ở trên, xoay tới xoay lui như cối xoay, khiến tay trong đầu mình máu me xuống điện tội nhân.